Trong những ngày tháng 4, cùng với cả nước kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành phố Long Xuyên cũng đang chuẩn bị các hoạt động để tổ chức hội thảo khoa học lịch sử 230 năm từ thủ Đông Xuyên đến thành phố Long Xuyên năm 1789-2019, kỷ niệm 20 năm nâng cấp từ thị xã lên thành phố và 10 năm Long Xuyên được công nhận là đô thị loại 2. Đối với cái sự kiện kỷ niệm chính trị 230 năm hình thành cái vùng đất Long Xuyên đó, thì được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên, thì Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử của tỉnh và Hội Khoa học Lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một cái buổi hội thảo khoa học với cái chủ đề là lịch sử 230 năm từ thủ Đông Xuyên đến thành phố Long Xuyên. Mục đích của cái cuộc hội thảo này đó là chúng ta làm tìm thêm những cái tư liệu phong phú về quá trình hình thành và phát triển của cái vùng đất Long Xuyên sau 230 năm, kể cả về vùng đất, con người, về vị trí địa lý, về cái điều kiện phát triển kinh tế. Trong đó là xoay quanh tập trung ba cái chủ đề, đó là cái tiến trình hình thành lịch sử vùng đất. Thứ hai là tình hình về kinh tế xã hội của vùng đất Long Xuyên 230 năm và những cái khát vọng vươn lên của Long Xuyên hướng đến tương lai, cái đề xuất xoay quanh cái chủ đề của hội thảo này. Theo nguồn tư liệu từ bản tin thông tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên phát hành tháng 3 năm 2019, thì vào thế kỷ thứ 18, Long Xuyên vẫn là vùng đất hoang vu, rừng rậm. Đến năm 1780, lần đầu tiên người Việt có mặt tại Châu Trấn Ba, tức xã Mỹ Hòa Hưng ngày nay. Đến năm 1789, chú Nguyễn cho dựng lên một đồn nhỏ gọi là Thủ Đông Xuyên tại Dàm Tam Khê, nay là khu vực Plaza Vincom và trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, nằm cặp rạch Long Xuyên thuộc phường Mỹ Bình. Và chính Thủ Đông Xuyên đã đi vào lịch sử hình thành nên dùng đất Long Xuyên về sau. Sau khi hội thảo được tổ chức, thì Thành ủy Long Xuyên xem đây là một cái nguồn tư liệu rất là phong phú để bổ sung vào các cái sự kiện chính trị lịch sử của Long Xuyên mà lâu nay trong quá trình mà các cái đơn vị tiến hành biên soạn lịch sử còn thiếu những cái nội dung có liên quan. Và đây cũng là một cái công việc để có thể nói là thông qua đó để có những cái hình thức tôn vinh, bảo tồn, phát huy những cái giá trị lịch sử của Long Xuyên tồn tại trên địa bàn Long Xuyên trong thời gian vừa qua. Thực tế cho thấy, suốt chiều dài 230 năm với bao nhiêu biến động của thiên nhiên, sự đổi thay của thời cuộc, có lúc hai chữ Đông Xuyên đã không còn tồn tại về mặt địa danh hành chính và cũng không mấy ai hiểu rõ địa danh Long Xuyên chính thức thay cho Đông Xuyên từ lúc nào. Chính vì vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học lịch sử 230 năm từ thủ Đông Xuyên đến thành phố Long Xuyên, đó là sự cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của một đô thị trung tâm tỉnh An Giang ngày nay. Tôi nghĩ rằng nếu mà tổ chức được cái hội thảo mà nói về Đông Xuyên và Long Xuyên á, thì cái này rất là quý, tốt. Bởi vì đó là mình giáo dục truyền thống cho các em luôn, biết về cái địa danh Long Xuyên, Đông Xuyên là gì mà tại sao gọi là Long Xuyên bây giờ. Thì đó là tôi nghĩ rằng cũng nên làm. Nhất là giới thanh niên cũng phải biết về cái Đông Xuyên của mình. Bởi vì như tôi biết hồi xưa thì tôi cũng biết cái Long Xuyên tên là Đông Xuyên, nhưng mà từ khi tôi trưởng thành thì nó không còn cái tên đó nữa, mà nó còn tên là Long Xuyên. Tôi biết từ cái đoạn Long Xuyên tới về sau thì thôi. Còn đoạn Đông Xuyên trước đây thì tôi chưa có trưởng thành nên tôi cũng không có rành lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu nhà nước tổ chức những cái cuộc hội thảo như vậy thì rất là tốt, để cho có cái hoài niệm là một. Cái thứ hai là mình cũng hiểu về cái lịch sử của cái địa phương mình ở, thì cái đó là cái vốn quý của mọi người. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là nên tốt, nên làm. Hay chứ, bởi vì là ví dụ như tôi bây giờ có những cái tôi suy nghĩ, tôi nghĩ rằng nó đúng, nhưng đúng theo cái chủ quan của mình, theo cái hiểu biết của mình. Mà cái hiểu biết của mình bao giờ cũng hạn chế. Cho nên khi nhiều người đến đó, người đưa ra quan điểm này, người đưa ra quan điểm khác, thì chính những quan điểm đó có khi là nó đối lập, mà có khi là nó đồng thuận. Thì từ cái sự đối lập và đồng thuận đó, thì người ta mới xác nhận được cái đó là cái đúng cái sai. Đó. Như vậy thì một cuộc hội thảo bao giờ, cái đích cuối cùng của nó là sẽ làm sáng tỏ những vấn đề mà chúng ta còn đang bàn cãi. Và nó sẽ để lại những vấn đề mà chúng ta chưa thể thống nhất được, rồi tiếp tục có những cái hội thảo sau. Để chuẩn bị cho cái hội thảo này được diễn ra thành công tốt đẹp đó,
thì Thành ủy và Hội khoa học lịch sử của tỉnh đã chủ động mời một số cái nhà nghiên cứu chuyên sâu, một số cái tác giả đã có từng nghiên cứu các cái tài liệu về mặt lịch sử liên quan đến địa bàn Long Xuyên để tham dự. Thì đến giờ phút này đó, thì qua thống nhất với chỗ Hội khoa học lịch sử đó, thì có khoảng trên 100 cái bài viết nghiên cứu để tham gia cái hội thảo tới này. Thì tại hội thảo thì trên cơ sở những cái bài viết của các cái nhà khoa học, thì ban tổ chức hội thảo cũng sẽ biên tập lại, đồng thời là tại hội thảo sẽ trình bày một số cái nội dung chính để mà góp phần làm sáng tỏ nhiều cái sự kiện lịch sử của Long Xuyên mà lâu nay chúng ta chưa phát hiện được. Để có thể cảm nhận được sự thay đổi và phát triển của Long Xuyên, chúng ta cùng nhìn lại một số hình ảnh tư liệu về Long Xuyên của những năm giữa thế kỷ thứ 20. Thầy Nguyễn Thanh Đồng, nguyên hiệu trưởng trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật An Giang, là học sinh trường Thoại Ngọc Hầu vào những năm 60 của thế kỷ thứ 20. Hiện nay đã nghỉ hưu và sinh sống ở phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, nên thầy hiểu khá rõ về các địa danh hành chính và sự phát triển của Long Xuyên qua từng giai đoạn. Long Xuyên hồi đó nó rất là nhỏ nhưng mà đẹp. Nhỏ nhưng mà đẹp. Có lúc nó là có xã là xã Bình Đức nè, xã Mỹ Phước nè, xã Mỹ Thới nè, xã Mỹ Quận. Thì đến bây giờ thì rõ ràng là cái Long Xuyên nó mở rộng nhiều. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của chính phủ và của các bộ ngành trung ương, của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thành phố Long Xuyên đã không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Một trong những điều dễ nhận thấy nhất, đó là cơ sở hạ tầng của thành phố Long Xuyên đã được nâng cấp, đô thị được mở rộng, phố xá tấp nập, giao thương sung túc, lưu thông thông suốt, trường học khang trang. Có thể nói, Long Xuyên trở nên rộng hơn và cũng đẹp hơn. Là đường xá của Long Xuyên trong thành phố thì rất là cao ráo. Hồi lúc trước thì nói chung là tới mùa lũ là người ta sống dưới lũ trên cái đất Long Xuyên này nè. Mặc dù mang tên là thị xã chứ mà đều sống dưới lũ, bởi vì chỗ nào cũng bị nước ngập. Nhưng mà từ khi mà phát triển Long Xuyên lên rồi thì đường xá cao ráo, buôn bán cũng dễ dàng, đi lại cũng không phải là khó khăn lắm. Cho nên cái phát triển của Long Xuyên rất là đẹp. Rồi tới lề đường, lòng đường cũng được khang trang. Cái này là cái điều mà mình cũng mong muốn từ lâu, nhưng tới bây giờ thì mình mới bắt đầu làm được. Và tôi cũng mong rằng là mình làm sao phải duy trì cái đẹp này cho nó thật lâu, để đừng làm sao mà nó mà mai một rồi nó sẽ xấu đi thì không nên. Thì Long Xuyên ngày nay thay đổi rất nhiều, bằng chứng nè, trước mắt là những cái bờ kè sẽ đẹp hơn, nhất là bờ kè của dòng Long Xuyên chảy thẳng vô ở trong kia, đường đi vô hướng núi Sập đó, nghĩa là rất đẹp, đường xá khang trang, rộng rãi hơn, nâng cấp đường lên sẽ nghĩa là tương lai sẽ không còn bị ngập nữa, rồi làm đường phố đi bộ giữa hai con đường Hai Bà Trưng, thì Long Xuyên càng ngày càng đổi mới khang trang hơn, nhiều, đẹp đẽ hơn. 230 năm đã trôi qua, từ thủ Long Xuyên vào năm 1789 đến thành phố Long Xuyên hiện nay, với bao nhiêu thăng trầm, biến đổi, nhưng chúng ta luôn có một niềm tự hào là Long Xuyên ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc. Để có thành tựu như ngày hôm nay, chúng ta mãi ghi nhớ công lao của bao thế hệ đi trước đã khai phá, mở mang, bảo vệ, bồi đắp mảnh đất này, và nguyện sẽ ra sức dựng xây để tiếp tục đưa Long Xuyên trở thành đô thị bình yên và trụ phú.